Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng phá sản, rất nhiều cá nhân có thu nhập thấp hoặc là có thể bị thất nghiệp. Với những tình trạng như vậy thì hiện nay thì với dịch Covid-19 thì ngày càng khó khăn hơn với những ai đang gặp tình trạng như vậy. Thì livestream này là dành cho các bạn. Tôi là Huyền Trang, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chuyên gia tài chính để cùng tìm hiểu về một sàn giao dịch mới với rất nhiều tính năng vượt trội mang tên là Binanex. Và bên cạnh đó thì tất cả những bạn tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ có cơ hội trở thành một trong 100 bạn may mắn nhất nhận được những phần quà có giá trị lên tới 20 triệu đồng. Vì vậy ngay bây giờ các bạn hãy nhanh tay ấn like và share bài livestream ngày hôm nay để chúng ta hãy trở thành một trong những người nhận được món quà trị giá 200.000 đồng nhé. Và với những cái buổi livestream này hôm nay thì tất cả những món quà chúng tôi sẽ chuyển tới ngay cho các bạn nhé. Cho nên các bạn hãy nhanh tay like và share đi ạ. Và kết quả sẽ được công bố vào ở cuối livestream này, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Các bạn thân mến, hiện nay thì mình biết rằng có rất nhiều người gặp phải kinh tế bấp bênh với cuộc sống khó khăn do dịch bệnh. Nhưng hiện nay thì nỗi lo đó đã được giảm đi phần nào do sự xuất hiện của những kênh đầu tư tài chính 4.0, chính là những kênh đầu tư tài chính online. Và trong đó thì sàn Binanex sẽ là một nơi để các chúng ta có thể tin tưởng và đầu tư để có thể sinh lời kiếm tiền trong thời gian tới. Và để hiểu rõ hơn về thị trường này thì Huyền Trang nghĩ rằng Huyền Trang sẽ lấy ý kiến từ một chuyên gia tài chính trong lĩnh vực này để chuyên gia sẽ giới thiệu về những tính năng cũng như là đem đến cho các bạn những thông tin cụ thể và chính xác nhất về việc làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư tài chính online và tham gia vào sàn Binanex một cách hiệu quả nhất. Và hiện tại thì Huyền Trang xem rằng thấy có rất nhiều người đang xem rồi đấy ạ. Vậy thì không biết là các bạn đã nóng lòng và háo hức gặp gỡ chuyên gia tài chính trong buổi tối livestream ngày hôm nay chưa? Các bạn có thể comment ở phần phía dưới được không ạ? Mọi người có thể comment ở phần phía dưới để Huyền Trang biết rằng mọi người đang rất mong chờ chuyên gia tài chính trong buổi tối ngày hôm nay được không? Vâng, với tận với những cái mắt like rất là nhiều như này thì Huyền Trang nghĩ rằng là mọi người cũng đang rất là háo hức và mong chờ chuyên gia tài chính trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ Huyền Trang sẽ không để các bạn chờ đợi lâu nữa. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tài chính Hector Lương. Anh hãy giới thiệu bản thân mình với Huyền Trang cũng như là tất cả các bạn đang xem live buổi tối ngày hôm nay được không? Xin chào Huyền Trang, xin chào tất cả các bạn ở trên livestream. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hector Lương. Tôi đã có 5 năm giao dịch trong thị trường tài chính tiền điện tử. Và hiện tại thì cộng đồng nhà giao dịch của tôi đã có hơn 10.000 người. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin của tôi trên Facebook và trên kênh YouTube của tôi. Anh ơi, em được biết rằng là với những cái kinh nghiệm của anh thì anh có thể cho em biết cũng như là mọi người có thể nắm được cụm từ quyền chọn nhị phân. Vì theo như những gì em được biết thì sàn Binanex là sàn giao dịch nhị phân anh ạ. Vậy anh có thể cho em cũng như là mọi người biết được cái cụm từ này được không? Trong cái thị trường giao dịch này thì nhà giao dịch sẽ tìm kiếm lợi nhuận đến từ việc là sẽ đưa ra cái dự đoán của mình về cái xu hướng tăng hoặc là giảm của hàng hóa theo quy định của sàn. Và hiện tại thì cái sàn giao dịch BO ấy, thì nó có những ưu điểm như là mọi người có thể dễ dàng giao dịch này, dễ dàng học cách tìm kiếm lợi nhuận này. Và quan trọng hơn hết đó là việc chúng ta nạp rút tiền ấy, thì nó sẽ rất là nhanh chóng và đơn giản. Chính từ những ưu điểm đó ấy, thì hiện tại BO chính là cái lựa chọn hàng đầu của những bạn trẻ, những người đang tìm kiếm cách kiếm tiền online. Và trong nhiều năm vừa rồi ấy, thì cũng có rất là nhiều người đã có thể là giao dịch và kiếm tiền cùng với cả các sàn giao dịch BO. Vâng, vậy thì với sự phát triển ngày càng lớn của công nghiệp 4.0 thì đầu tư tài chính cũng có nhiều thay đổi từ truyền thống chuyển sang online. Vậy thì anh có thể cho biết là luật pháp ở nước ta đã có những quy định nào về đầu tư tài chính online hay chưa ạ? Câu hỏi này thì rất là hay. Đầu tiên ý, thì Hiến pháp năm 2013 tại điều 33 thì nhà nước có quy định rằng tất cả mọi người dân thì đều có quyền là kinh doanh về những cái ngành nghề, những cái mặt hàng mà nhà nước không cấm. Thì từ cái quy định này thì chúng ta có thể hiểu được rằng là nhà nước cho phép chúng ta kinh doanh
và những cái gì mà nhà nước không cho phép ấy, thì nhà nước sẽ đưa vào luật quy định. Và đến năm 2014 thì tại luật doanh nghiệp và luật đầu tư ấy, thì nhà nước có nói rất là rõ như thế này. Đó là doanh nghiệp thì có quyền tự do kinh doanh trong cái ngành nghề mà pháp luật không cấm, còn nhà đầu tư sẽ được quyền thực hiện hoạt động đầu tư trong những cái ngành nghề mà nhà nước không cấm. Đó. Và gần đây nhất ý, thì đến cuối tháng 6 năm 2021 thì trong cái quyết định 942 của Thủ tướng Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước là phải nghiên cứu và tìm hiểu về cái công nghệ blockchain để có thể đem nó ứng dụng vào gần hơn với cái cuộc sống. Thì thông qua những cái thông tin mà mình vừa chia sẻ thì mọi người có thể thấy được rằng là thứ nhất là về mặt pháp luật thì chưa có những cái quy định rõ ràng về tiền điện tử và công nghệ blockchain. Và cái điều thứ hai đó là dần dần ấy thì nhà nước đang quan tâm hơn nữa đến cái sự phát triển cũng như là đến cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ blockchain vào cuộc sống. Và đây sẽ là xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ trong những năm tới. À, các bạn thân mến, thì hiện tại với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thì với những công việc như là sản xuất hoặc là nhà máy xí nghiệp thì hiện tại là đang rơi vào tình trạng trì trệ. Chính vì vậy mà với những cái công nghệ hiện đại như ngày nay thì cái việc đầu tư tài chính online là một trong những cái xu hướng tất yếu của xã hội. Vì vậy mà cái sàn Binance này của chúng ta sẽ đem lại cho tất cả các bạn, những người mà thu nhập thấp hoặc thất nghiệp ý, thì có thêm một niềm hy vọng hơn vào việc kinh tế của mình có thể ngày càng thay đổi tốt lên, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì hiện nay y thì em có thấy là rất là nhiều bạn trẻ có những cái tư duy chưa chín về thị trường này. Vậy thì vì là nó cũng là một cái thị trường mới, có thể nói là mới đối với Việt Nam. Vậy thì theo anh thì như thế nào là tư duy đúng khi mà tham gia vào thị trường này ạ? Về cái tư duy đúng khi mà bước chân vào cái thị trường tài chính 4.0 và kiếm tiền online này ấy, thì mình có chia sẻ về bốn cái nội dung. Cái đầu tiên ấy, khi mà bạn là một người mới bước chân vào thị trường thì bạn phải hiểu và xác định một điều rõ ràng rằng ấy, cái thị trường tài chính công nghệ nói riêng và thị trường tài chính nói chung nó hết sức là khốc liệt. Cái tốc độ kiếm tiền ở cái thị trường này nó rất là nhanh, nhưng mà đồng nghĩa với việc đấy là cái tốc độ mất tiền ấy, thì nó cũng nhanh tương đương. Người mới tham gia thị trường ấy, thì có thể là sẽ rất là hưng phấn khi mà kiếm được tiền, nhưng mà cũng sẽ vô cùng sợ hãi khi mà chúng ta bị mất tiền. Và cái thị trường giao dịch thì luôn tiềm ẩn một cái nguy cơ thua lỗ, và cái việc mà lợi nhuận trong quá khứ thì nó không thể hiện được cái lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai. Và đây cũng không phải là một cái đề nghị để cho các bạn tham gia đầu tư. Cái ý thứ hai của mình là trong cái thị trường này ấy, thì đây là một thị trường không có thặng dư. Nó sẽ không giống như cái thị trường sản xuất này hoặc là làm thương mại. Đơn thuần là tiền ở trong thị trường này ấy, nó sẽ chuyển từ túi người thua sang túi người thắng. Và cái việc mà những người mất bình tĩnh, những người không có kiến thức, những người vội vã mất tiền thì tiền đấy sẽ được chuyển về cho những người có kinh nghiệm, có kiến thức và kiên trì bình tĩnh trong thị trường. Điều thứ ba là cái này thì mình sẽ chia sẻ là cho dù bạn tham gia bất cứ cái mô hình đầu tư nào, bạn hãy học tập và rèn luyện sao cho mình có kiến thức. Cái việc mà mình có kiến thức ấy sẽ giúp cho chúng ta có một cái lợi nhuận bền vững và thành công trong thị trường. Đó. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là các bạn hãy thay đổi cái góc nhìn của bản thân mình về thị trường. Đừng nhìn một cây lúa mà đánh giá cả một cánh đồng, bởi vì mỗi đội nhóm hay là mỗi một cái sàn giao dịch ý, sẽ có cái tầm nhìn và có cái định hướng chiến lược riêng. Việc các bạn và chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức để giúp đỡ người khác, giúp đỡ cho mọi người có được trải nghiệm và kiếm được tiền ý, thì sẽ giúp cho cộng đồng của chúng ta phát triển ngày càng bền vững, và đó cũng chính là cái triết lý làm việc của mình trong 5 năm qua. Em rất đồng tình với một câu mà anh Hách Cao Lương vừa nói, đó là khi mà chúng ta tìm hiểu hoặc chúng ta muốn tham gia vào bất kỳ một lĩnh vực nào thì chúng ta hãy tìm hiểu và học hỏi thật kỹ về lĩnh vực đó để tránh những cái trường hợp rủi ro nhất có thể, đúng không ạ? À, Đúng không? vâng, vậy thì em cũng hy vọng rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi của anh Hách To Lương thì Huyền Trang cũng như là quý vị khán giả có thêm được những kiến thức của mình về sàn Binance, và em hy vọng rằng với những kiến thức anh vừa chia sẻ thì sẽ giúp cho em cũng như tất cả mọi người có thể có một cái cách nhìn mới về sàn giao dịch thương mại điện tử cũng như là về sàn Binance. Và ngay bây giờ thì
Huyền Trang xin được nhắc lại với các bạn một lần nữa rằng là các bạn hãy like này, share và comment thật nhiều vào buổi livestream ngày hôm nay, vì trong buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái chương trình cũng như là những cái kiến thức mà anh Cao Lương và có một chuyên gia nữa sẽ cùng đồng hành cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Cho nên là mọi người hãy like, share và comment thật nhiều, và đặc biệt là sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ Binanex nhé. Và các bạn ơi, các bạn hãy comment câu hỏi của mình cũng như là những điều mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về sàn Binanex ở phần phía dưới. Và ngay bây giờ thì anh Cao Lương sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn có thể bình luận những cái điều mà mình thắc mắc về sàn Binanex này, hoặc là các bạn có thể bình luận những cái câu hỏi liên quan đến công nghệ đầu tư tài chính nói chung nhé. Tất cả những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tài chính thì chắc chắn trong buổi tối ngày hôm nay thì chuyên gia tài chính hay Cao Lương sẽ giải đáp cho tất cả các bạn nhé. Và ngay bây giờ Huyền Trang đã nhận được rất là nhiều câu hỏi rồi. Câu hỏi đầu tiên thì hay Cao Lương đã sẵn sàng trả lời chưa ạ? Ok, mình đã sẵn sàng. Huyền Trang đã nhận được một câu hỏi này. Vị khán giả này hỏi rằng anh Hector Lương, anh có thể chia sẻ cũng như là nói cho mọi người biết được tính năng cũng như là ưu điểm của sàn Binanex. Ok, cái câu hỏi này thì rất là hay ấy. Đầu tiên thì Binanex chính là một sàn giao dịch BO, hay còn gọi là sàn giao dịch nhị phân ấy. Thì sàn Binanex cho phép nhà giao dịch chúng ta tìm kiếm lợi nhuận đến từ việc dự đoán giá của cặp hàng hóa đó là Bitcoin trên USDT, và trong cái thời gian dự đoán đó là 1 phút. Và ưu điểm của sàn đó chính là, thứ nhất là về giao diện là rất là thân thiện, và tất cả mọi người vào thì mọi người sẽ thấy mình rất dễ là thao tác. Cái thứ hai nữa là cái việc là thanh khoản thì nó sẽ rất là nhanh chóng, việc nạp rút diễn ra chỉ trong vòng vài phút thôi. Thứ ba nữa là cái giao dịch rất là đơn giản, nó rất là phù hợp với những người mới, chưa có kinh nghiệm, chưa có kiến thức ở trong thị trường. Và cái cuối cùng là nó giúp cho tất cả mọi người chúng ta ấy, đều có thể giao dịch và kiếm tiền mọi lúc mọi nơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Cao Lương về ưu điểm của sàn Binanex. Và tiếp theo thì Huyền Trang có nhận được một câu hỏi, đó chính là vậy thì dựa trên tiêu chí nào để lựa chọn ra một sàn giao dịch thưa chuyên gia? Về cái tiêu chí để lựa chọn ra một sàn giao dịch ấy, thì nó có rất nhiều tiêu chí, và trong cái nội dung của cái câu hỏi này mình sẽ chia sẻ về cái hiểu biết của mình. Thì cái lựa chọn cái tiêu chí đầu tiên và cũng là cái tiêu chí quan trọng nhất khi mà mình lựa chọn một sàn giao dịch ấy, nó luôn là cái vấn đề thanh khoản. Khi mà một sàn giao dịch minh bạch, một sàn giao dịch uy tín và một sàn giao dịch mà người ta có một cái tầm nhìn lớn ấy, thì bao giờ người ta cũng lựa chọn một cái đồng tiền, hay là đồng tiền kỹ thuật số, hay còn gọi là một đồng coin ấy, để hỗ trợ cho nhà giao dịch nạp rút. Và theo kinh nghiệm giao dịch 5 năm của mình, thì cái đồng tiền mà được gọi là đồng USDT ấy, bất cứ sàn nào sử dụng cái đồng USDT để hỗ trợ việc nạp rút ấy, thì đều là những sàn uy tín. Cái tiêu chí thứ hai của mình đó là sàn giao dịch đó sẽ phải công khai minh bạch cái công thức tính giá. Cái thứ ba nữa là cộng đồng nhà giao dịch sẽ phổ biến và ở trên khắp mọi nơi trên thế giới. Và cái thứ tư đó là cái yêu cầu về cái thiết bị giao dịch nó sẽ rất là đơn giản. Chỉ cần bạn có một chiếc điện thoại hoặc là một cái máy laptop có kết nối internet là bạn đã hoàn toàn có thể giao dịch được rồi. Và sàn Binanex thì hỗ trợ cho thỏa mãn tất cả những cái tiêu chí mà mình vừa kể bên trên. Vâng ạ, vậy thì với những tính năng cũng như là những cái lợi thế của sàn Binanex thì Huyền Trang tin chắc rằng sẽ đem lại cái niềm tin cũng như là lợi nhuận cho tất cả các bạn khi mà đầu tư vào sàn Binanex. Và câu hỏi tiếp theo xin được hỏi chuyên gia, đó chính là công thức tính giá tại Binanex như thế nào ạ? Nếu như mà tất cả các bạn đang xem live stream ý, đều là những người đã từng giao dịch ở trong thị trường tiền điện tử, thì các bạn đều có thể biết đến ba cái sàn rất là nổi tiếng trên thế giới, rất là uy tín. Đó là sàn Binance này, sàn Huobi và sàn OKEX. Thì những cái sàn đấy nó sẽ giúp cho các bạn, nó sẽ giúp cho nhà giao dịch ý, thực sự sở hữu được cái đồng Bitcoin. Và cái việc thể hiện giá trên đấy nó thực sự là nó thể hiện ra cái nhu cầu mua bán sở hữu của cộng đồng. Thì sàn Binanex, công thức tính giá của sàn ấy là sẽ được tính là trung bình cộng của giá của ba sàn mình kể bên trên. Và cái công thức tính giá này thì được niêm yết rất là rõ ràng ở phần trợ giúp của sàn Binanex.
Vâng ạ, vậy thì từ nãy giờ chuyên gia cũng chia sẻ khá nhiều về lĩnh vực chuyên gia tài chính cũng như là về sàn Binance. Vậy thì chuyên gia có cảm thấy với những cái tình hình hiện nay, em xin được hỏi chuyên gia ngoài lề một chút, với những cái tình hình hiện nay thì với những cái phương thức kinh doanh truyền thống thì nó có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm gì so với cái tình hình dịch Covid-19 như bây giờ, theo như những gì chuyên gia được biết ạ? Theo như cái những cái thông tin mà mình nhận được từ truyền thông, từ báo chí thì mình thấy được rằng là khi mà dịch Covid-19 nó đang diễn ra hết sức là phức tạp như bây giờ ấy, thì chúng ta bị hạn chế rất là nhiều trong cái việc kinh doanh truyền thống. Chúng ta đã thấy được rằng là cái dòng chảy tiền tệ ấy, nó đã bị chậm lại, tiền vẫn ở trong túi các bạn và nền kinh tế thì không luân chuyển được tiền. Nó dẫn đến việc là nền kinh tế không thể phát triển được. Thì dần dần cái xu hướng làm việc nó đã được chuyển đổi dần lên làm online rồi, và cái công cụ kiếm tiền cũng đã được công nghệ thông tin hóa, và rất nhiều các đơn vị của nhà nước cũng đã chuyển đổi. Ví dụ như là một loạt các thông tin vừa rồi ấy, mọi người xem thời sự mọi người có thể thấy đó là nhà nước thì cũng đang áp dụng cái chính phủ điện tử đúng không ạ? Đúng rồi. Đó, và doanh nghiệp thì gần như là đã công nghệ thông tin tất cả các hoạt động, ví dụ như là họp trên Zoom này đúng không ạ? Các giấy tờ đã được ký bằng token điện tử đó, thì đấy là cái sự hạn chế khi mà cái dịch bệnh Covid nó đến, và đó cũng chính là cái thời điểm, nó cũng chính là cái ưu điểm để giúp cho công nghệ thông tin và các cái hoạt động về internet phát triển bùng nổ như bây giờ. Vâng, với những gì chuyên gia Hách Tao Lương vừa chia sẻ thì Huyền Trang nghĩ rằng với những ai mà chưa có cái cơ hội cũng như là chưa có cái điều kiện để mà tham gia vào những cái công nghệ đầu tư tài chính thì Huyền Trang nghĩ rằng mọi người nên tìm hiểu, và qua những chia sẻ của Hách Tao Lương thì chắc chắn rằng sẽ không làm các bạn thất vọng, vì với những cái sự phát triển của công nghệ hiện đại như ngày nay thì những cái kinh doanh truyền thống sẽ ngày càng bị mai một, cũng có thể là mai một hoặc là bị hơi lạc hậu, đúng không anh? Bị Vì giảm vậy sút. vâng ạ, đấy thì Huyền Trang nghĩ rằng đầu tư công nghệ đầu tư tài chính là một trong những điều mà chúng ta nên tìm hiểu và tất yếu sẽ xảy ra trong tương lai. Và bây giờ thì Huyền Trang xin được quay trở lại với những câu hỏi của quý vị khán giả dành cho chuyên gia. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ về các cách kiếm tiền khi mà tham gia vào sàn giao dịch Bitanex không ạ? Đây cũng là một câu hỏi rất là hay, bởi vì khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch ở trên online ấy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể kiếm được tiền. Nhưng mà trong cái khuôn khổ ngày hôm nay là buổi livestream dành cho các bạn, đa phần là người mới, đa phần là những người chưa bao giờ kiếm tiền online, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái cách kiếm tiền mà phổ biến nhất khi mà các bạn tham gia giao dịch cùng với cả một sàn BO. Thì cách đầu tiên ấy, cái việc kiếm tiền của chúng ta ấy, nó sẽ đến từ việc là chúng ta tự giao dịch. Đó. Cái cách thứ hai nữa là nó sẽ đến từ việc là chúng ta sẽ mua nhượng quyền, mua franchise cái mô hình kinh doanh của sàn. À, hai loại hình rất là hay. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ rõ hơn về hai loại hình này được không ạ? Về cái cách kiếm tiền đầu tiên ấy, thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng cơ bản như sau. Chúng ta phải biết cách quản lý cảm xúc này. Chúng ta sẽ phải biết cách quản lý vốn. Chúng ta sẽ phải nắm được cái phương pháp giao dịch nào đấy. Chúng ta sẽ phải kỷ luật và lên kế hoạch giao dịch cho chính bản thân mình. Bí mật chiến thắng trong cái thị trường giao dịch này ấy, nó nằm ở sự kỷ luật, và cũng giống như là trong tất cả các buổi chia sẻ và buổi hướng dẫn với cộng đồng của mình, thì mình luôn nhấn mạnh một cái công thức để tạo nên cái sự chiến thắng ở trong cái thị trường giao dịch này, nó đến từ ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố kiên quyết nhất, đó chính là 75% chiến thắng nó sẽ đến từ việc quản lý cảm xúc, 20% chiến thắng nó sẽ đến từ việc quản lý vốn, và chỉ có 5% cuối cùng thôi nó đến từ phương pháp giao dịch mà người trong nghề bọn mình gọi đấy là chiếc chén thánh đấy. Và trong cái thời gian 5 năm mà mình giao dịch trong thị trường này ấy, thì mình thấy được rằng là có rất nhiều nhà giao dịch đang luôn luôn cố gắng đi tìm chiếc chén thánh đấy của mình, nhưng mà mọi người quên mất một điều rằng là gì ạ? Không có cái chén thánh nào như vậy cả. Đó, và cái việc để chúng ta tồn tại và chiến thắng ở trong thị trường giao dịch này nó nằm ở hai cái yếu tố mà mình có nói bên trên, đó là quản lý cảm xúc và quản lý vốn. Cái cách kiếm tiền thứ hai ấy, thì nó sẽ giống như là một cái việc là chúng ta duy trì một mô hình kinh doanh vậy. Nó sẽ có thu và chi. Những cái khoản chi thì nó bản thân mình đã từng làm doanh nghiệp rồi ấy,
thì mình có ứng dụng các cái kiến thức về quản trị vào cái việc là xây dựng cái mô hình kinh doanh nhượng quyền này. Thì việc đầu tiên khi mà mình xây dựng mô hình kinh doanh thì mình luôn nghĩ đến cách để tìm kiếm làm sao cho được những người khách hàng, những người có cùng mong muốn giống như mình, đó là đi tìm một cái công việc để gia tăng thêm thu nhập đó. Và sau đó thì mình sẽ đồng hành và hỗ trợ với những cái nhà giao dịch đấy để giúp cho các bạn ý kiếm được tiền, các bạn cảm thấy hạnh phúc. Và từ đấy thì tất nhiên rồi, nó là triết lý kinh doanh của bất cứ công ty nào thôi, đúng không ạ? Khi khách hàng người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ thì người ta sẽ luôn luôn sẵn sàng giới thiệu những người bạn, những người khách hàng mới cho chúng ta, đúng không ạ? Đó. Vậy thì với những cái chia sẻ của chuyên gia thì Huyền Trang có nghe tới ba khái niệm có thể là khá mới so với những người như Huyền Trang hoặc là với một số quý vị đang xem live. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về ba khái niệm mà liên quan đến chiếc chén thánh, đó chính là thứ nhất là quản lý cảm xúc, thứ hai là quản lý vốn và thứ ba là phương pháp giao dịch ạ. Anh có thể nói kỹ hơn về khái niệm của ba cụm từ này được không ạ? Về đầu tiên ý, thì chúng ta phải làm rõ với nhau rằng ấy, giao dịch là cái cuộc chiến với chính bản thân mình, chính cái lòng tham của mình, chứ không phải là cuộc chiến của mình với thị trường. Đầu tiên chúng ta phải làm rõ về cái vấn đề đấy ạ. Chúng ta không chiến đấu với thị trường nhé. Chúng ta chiến đấu với bản ngã của mình, chúng ta chiến đấu với lòng tham của mình. Đó, chúng ta phải kỷ luật trong việc kiểm soát cảm xúc. Khi mà bạn vui vẻ hay là buồn bã thì bạn cũng không được vào sàn. Khi mà bạn hưng phấn, bạn bực mình, bạn không được vui thì bạn cũng không được vào sàn. Bạn phải luôn chuẩn bị cho mình một cái tâm lý nó bình lặng. Mình hay nói với anh em đó là nó phải như một cái mặt nước hồ ấy, nó không có một gợn sóng. Thì lúc đấy chúng ta mới đủ tỉnh táo, chúng ta mới có đủ tự tin để chúng ta đưa ra quyết định và nhận định của mình. Đó. Thứ hai nữa là về cái kiểm soát cảm xúc thì giúp cho chúng ta tỉnh táo. Thì lúc đấy thì cái lựa chọn về cái đầu tiên là về cái lựa chọn về quản lý vốn của chúng ta mới sáng suốt được. Thì quản lý vốn ý, thì chia làm hai nội dung. Đầu tiên đó chính là quản lý số tiền chúng ta vào mỗi lệnh. Đó. Đa phần ý, mình khi mà mình nói chuyện với những anh chị em mới tham gia vào thị trường và những người chưa bao giờ giao dịch thì mình thấy được rằng là mọi người hay chia sẻ rằng ấy, khi mà giao dịch BO ấy thì quản lý vốn chỉ có một hình thức duy nhất, đó chính là gì ạ? Đó chính là gấp thép. Tức là khi mà bạn thua ở lệnh 1 thì cái lệnh thứ 2 bạn sẽ giao dịch với số tiền nhiều gấp 2 lần lệnh đầu tiên, và nếu thua thì chúng ta cứ gấp đôi lên như vậy. Thì thực tế ở trong cộng đồng của mình ấy thì có rất nhiều, mình chia sẻ rất nhiều cái hình thức quản lý vốn khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái phương pháp quản lý vốn như kiểu là Fibonacci này, gấp thép ngược hoặc là đều tiền, hoặc là một số chuyên gia trong cộng đồng của mình thì có nghiên cứu và tạo ra những cái phương pháp quản lý vốn của riêng các anh ấy. Ví dụ như là phương pháp F-Smart này hoặc là phương pháp con nòng nọc. Thì khi mà nói về quản lý vốn như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách để chúng ta quản lý tiền của mình, chứ không chỉ đơn thuần là có một cái phương pháp gấp thép như mọi người thường lầm tưởng như vậy. Đấy là nội dung đầu tiên. Nội dung thứ hai ấy, tại sao chúng ta phải có một cảm xúc bình ổn? Thì khi mà một cái cảm xúc nó bình ổn như vậy thì chúng ta mới có thể làm chủ được cái việc là chúng ta sẽ chốt lãi và cắt lỗ. Đó. Khi mà chúng ta đi vào sàn, chúng ta có một cái kế hoạch giao dịch, chúng ta biết được rằng là ngày hôm nay chúng ta có thể mất tối đa là bao nhiêu tiền và chúng ta sẽ tìm kiếm được tối đa là bao nhiêu lợi nhuận. Bởi vì khi mà tham gia giao dịch ý, cái việc đầu tiên mà chúng ta luôn phải nhớ tới đó là gì ạ? Đó là có lãi thì phải biết giữ và có vốn thì phải biết bảo vệ, bởi vì nó là gì ạ? Nó là tiền của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Và cái cuối cùng nó đến từ phương pháp giao dịch, thì cũng giống như là lúc nãy mình có chia sẻ, người trong nghề ấy thì gọi đấy là chén thánh, đúng không ạ? Một cái phương pháp giao dịch tốt là một cái phương pháp có tỷ lệ chiến thắng lớn hơn 50%. Và một nhà giao dịch tốt ấy thì là một nhà giao dịch có thể giúp cho cái phương pháp giao dịch tốt đấy tăng cái tỷ lệ chiến thắng lên. Có một số người ấy, thì khi mà có một cái phương pháp giao dịch tốt như vậy rồi ấy, họ thường cặm cụi, họ giao dịch liên tục, lệnh nào cũng vào, họ không có nhận định, họ không có sự kiểm soát cảm xúc, bởi vì họ tin rằng ấy,
khi cái phương pháp giao dịch của họ tốt như vậy, họ sẽ chiến thắng được thị trường. Nhưng mà thực tế thì lại không phải vậy. Bởi vì bất cứ phương pháp nào nó cũng đều có điểm yếu. Cũng giống như là phương pháp quản lý vốn nào ấy, nó cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Thì khi mà chúng ta đi vào thị trường, chúng ta nhìn thấy rằng là cái thị trường nó đang đi ngược với cái, tức là nó không ủng hộ cái phương pháp mà chúng ta định giao dịch ấy, thì chúng ta sẽ luôn có 3 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên ấy, đó là chúng ta sẽ thoát ra khỏi sàn, không giao dịch nữa, chờ đến một cái khung thời gian khác để chúng ta vào giao dịch. Lựa chọn thứ hai đó là chúng ta sẽ ngồi chờ để đến khi nào thị trường nó ủng hộ cái phương pháp mà chúng ta định giao dịch ấy, thì chúng ta bắt đầu giao dịch. Và lựa chọn thứ ba nữa là chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch giao dịch của mình, từ việc là thay đổi phương pháp này đến việc là thay đổi hình thức quản lý vốn. Thì từ cái việc tỉnh táo đấy nó mới giúp cho chúng ta có được lợi nhuận. Đó. Nếu như mà bạn biết được rằng là đi tiếp là chết, đi tiếp là gặp tai nạn, đánh tiếp là mất tiền, mà bạn vẫn tiếp tục lao vào cái việc giao dịch đấy, thì cái việc mất tiền và cái việc là bạn thua lỗ trong thị trường ấy là hoàn toàn xứng đáng. Wow, nghe những gì anh vừa chia sẻ thì thật sự là bản thân em là một cái người rất là mới, như một trang giấy chưa biết gì về sàn giao dịch luôn. Nghe những gì anh nói thì em nghĩ rằng là em đã thật sự là em đã muốn đầu tư ngay vào sàn giao dịch của Binance rồi. Và bên cạnh đó thì em thấy rằng hiện nay thì với những người mà cũng mong muốn được đầu tư ấy, nhưng mà người ta có một số vốn rất là thấp, ví dụ như các bạn sinh viên, vậy thì các bạn ấy khi mà muốn tham gia đầu tư tài chính thì cái mức vốn để mà gia nhập vào thị trường này có cao không anh? Đây cũng là một câu hỏi rất là hay. Khi mà mình bắt đầu với cả giao dịch tài chính cũng như là bắt đầu với cả BO, quyền chọn nhị phân ấy, thì giống như mình đã nói ở bên trên rồi đấy, thì BO và BO thì sẽ giúp cho nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán giá của cặp hàng hóa, chứ không phải là chúng ta mua cái tài sản đấy. Cho nên là số tiền để chúng ta có thể là bắt đầu với cái thị trường này nó rất là đơn giản thôi. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu với số vốn rất là nhỏ, là 5 USDT, tương ứng với cái thị giá hiện tại ở trên thị trường nó đang khoảng tầm là 120.000 Việt Nam đồng. Và cũng với cái triết lý đấy thì sàn Binance cũng khuyến khích mọi người được học tập và rèn luyện trước khi mọi người giao dịch. Sàn Binance đã tặng cho tất cả những cái user đăng ký và kích hoạt thành công một cái tài khoản có trị giá lên đến 1.000 đô, để tất cả chúng ta có thể rèn luyện phương pháp này, rèn luyện cái sự kỷ luật, rèn luyện cái cảm xúc bình ổn, để khi mà mọi thứ nó đã được mài giũa đủ rồi thì chúng ta sẽ mới thực hiện giao dịch trên cái tài khoản và trên cái số tiền thật của mình. Vậy thì là với một số vốn vô cùng nhỏ thôi, cũng không phải là quá lớn so với các bạn sinh viên, thì các bạn vẫn có thể yên tâm là mình sẽ có một tài khoản ở trong sàn giao dịch, đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thì trước khi đến với một câu hỏi rất là hay nữa thì Huyền Trang xin được ngoài lề một chút, đó là hỏi về cá nhân của anh Hector Lương trước. Là khi mà anh bắt đầu vào biết đến cái công nghệ đầu tư tài chính này thì anh đã gặp những cái khó khăn gì mà dành cho những người mới bắt đầu ạ? Cái khó khăn đầu tiên khi mà phải nói về cái việc bắt đầu với cả kiếm tiền online và công nghệ và tài chính công nghệ ấy, thì thật sự đó là cái việc là cái lượng kiến thức nó quá lớn, nó quá mênh mông. Tức là khi mà bạn bắt đầu vào Google, bạn gõ một cái từ khóa mà bạn muốn tìm hiểu ấy, thì tất nhiên là Google sẽ trả ra cho bạn hàng triệu kết quả tìm kiếm, và bạn càng đọc bạn sẽ càng cảm thấy bạn mông lung. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là bạn thiếu người dẫn dắt, thiếu người chỉ cho bạn được là bạn nên tìm hiểu về cái nội dung gì, bạn bỏ tiền vào đâu sao cho nó an toàn, sao cho nó có thể đảm bảo được cái tỷ suất lợi nhuận giống như là bạn kỳ vọng. Đó. Và cái thứ ba nữa đó là vì cái rào cản của pháp lý nó chưa rõ ràng tại đất nước của mình, nhưng ở một số đất nước khác, ví dụ như là Mỹ hay là châu Âu ấy, thì đã có những cái luật, và có một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã thừa nhận Bitcoin là tài sản, thì nó lại sẽ dễ hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì do lúc nãy mình có chia sẻ rồi đấy, do cái pháp lý và cái pháp luật ấy nó chưa được rõ ràng, cho nên là khi là một người mới bước chân vào thị trường ấy, bạn sẽ cảm thấy rất là mông lung rằng là liệu rằng cái việc mình làm này ấy, nó có phải là vi phạm pháp luật hay không, việc mình làm này nó có tổn hại đến đạo đức, nó có tổn hại đến quy định về mặt xã hội hay không. Đó, đấy là ba cái rào cản lớn nhất mà trong cái quá trình mà khi mới bước chân vào thị trường mình gặp phải.
Vậy thì trước khi các bạn muốn đầu tư vào sàn, anh có thể đưa ra một lời khuyên dành cho tất cả mọi người muốn đầu tư vào sàn giao dịch được không ạ? Lời khuyên, nếu như lựa chọn một lời khuyên cho các bạn mới khi mà bước chân vào cái thị trường giao dịch này ấy, thì nó vẫn là cái điều mà mình tin là rất nhiều người giàu có, rất nhiều tỷ phú trên thế giới đã chia sẻ rồi. Đó là bạn hãy học, bởi vì chỉ có kiến thức ấy, chỉ có sức mạnh nội tại bên trong các bạn ấy, thì mới giúp cho các bạn có được một cái công cụ, một cái một cái chiến thắng bền vững ở trong bất cứ thị trường nào, bất cứ công việc nào, chứ không chỉ riêng gì nói về đầu tư tài chính công nghệ. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh, thật là quá tuyệt vời. Vậy thì em xin được quay trở lại với sàn Binance. Vậy thì khi mà mình muốn đăng ký vào sàn Binance thì có khó không anh? Về cái việc đăng ký và sở hữu tài khoản với sàn Binance ấy, thì nó rất là đơn giản. Và ngày hôm nay ở đây ấy, thì mình xin giới thiệu một người em, một người đồng nghiệp đã đồng hành cùng với mình hơn 3 năm qua trong cái thị trường giao dịch tài chính này. Ngày hôm nay ấy, bạn ấy sẽ hỗ trợ và sẽ hướng dẫn anh chị em trên livestream chúng ta sẽ đăng ký để sở hữu một tài khoản Binance. Vâng ạ, Huyền Trang nghĩ rằng với những chia sẻ của chuyên gia Hector Lương thì ngay bây giờ Huyền Trang nghĩ rằng tất cả mọi người cũng đang rất là mong chờ cái chuyên gia, người chuyên gia mà anh Hector Lương vừa chia sẻ. Và đặc biệt là Huyền Trang nghĩ rằng với tất cả những gì mà anh Hector Lương vừa chia sẻ, các bạn đã rất là muốn biết cách đăng ký tham gia vào sàn này như thế nào, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Huyền Trang sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Các bạn đừng rời mắt khỏi livestream và hãy đón chờ vị khách đồng hành cùng với chuyên gia Hector Lương ngày hôm nay là ai nhé. Xin chào tất cả các bạn, hãy quay trở lại với live stream này với người đồng hành sẽ cùng giúp các bạn cũng như là giúp Huyền Trang cách đăng ký tham gia vào sàn giao dịch Binance. Xin được trân trọng giới thiệu anh Trader Vững. Xin được chào Trader Vững. Trader Vững hãy giới thiệu bản thân mình tới tất cả mọi người đang xem live được không? Rồi, ok, chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Vững rất là vui khi được ở đây để có thể giúp anh Hector Lương để có thể là hướng dẫn tất cả mọi người đăng ký cái tài khoản trên sàn Binance. Thì trước khi Vững hướng dẫn tất cả mọi người đăng ký tài khoản trên sàn Binance thì Vững hy vọng rằng, được chưa, Vững sẽ có một cái mini game dành riêng cho tất cả những anh chị em là đang xem livestream. Thì bao nhiêu anh chị em sẵn sàng chơi cái mini game này của Vững ạ, thì mọi người hãy comment sẵn sàng phía dưới nhá, được chưa, để chúng ta bắt đầu chơi cái mini game này, được chưa. Rồi, người comment nào, comment nhá, comment sẵn sàng là Vững luôn để chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái mini game trong lúc mà chúng ta hướng dẫn tất cả mọi người tạo tài khoản trên sàn Binance. Ok chưa ạ? Rồi mọi người comment sẵn sàng ở phía dưới nhá để chúng ta bắt đầu. Rồi, thì bây giờ là Vững sẽ bắt đầu hướng dẫn tất cả mọi người để có thể là đăng ký tài khoản trên sàn Binance.
Rồi thì việc đầu tiên chúng ta sẽ cần một chiếc smartphone và chúng ta cần phải có mạng internet, đúng không ạ? Rồi là chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ vào Google này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ gõ binanex.net, từ khóa rất là hot trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có giao diện của sàn Binanex. Rồi, chúng ta sẽ có thể ấn vào bắt đầu miễn phí hoặc là đăng ký nhá. Rồi, sau khi ấn vào đăng ký thì nó sẽ hiện ra một cái màn hình giao diện như thế này. Thì mọi người sẽ nhập cái dòng đầu tiên, đó chính là email của mọi người vào. Thì ngày hôm nay thì Vững đã chuẩn bị sẵn cái email ở đây rồi. Nào, chúng ta cùng nhập email của nhá. Thì nếu anh chị em nào trong cái livestream này nhá, mà mọi người đăng ký tài khoản của mình mà lát nữa gửi biệt danh lên nhá, 5 người đầu tiên đăng ký tài khoản thì Vững sẽ tặng riêng cho mọi người là 200.000, được chưa? Rồi, dòng thứ hai mọi người sẽ nhập mật khẩu của nhá. Rồi, tiếp tục dòng thứ ba mọi người sẽ nhập cái biệt danh của mọi người vào đây. Rồi, xuống phía dưới thì mọi người sẽ điền cái mã giới thiệu của mọi người vào. Thì ở đây cũng sẽ chuẩn bị sẵn cái mã giới thiệu ở đây rồi. Mọi người có thể đăng ký luôn cái mã giới thiệu này nhá. Ok. Rồi, chúng ta cùng điền biệt danh này. Rồi, sau khi chúng ta điền xong biệt danh thì chúng ta sẽ ấn vào nút đăng ký. Sau khi chúng ta ấn nút đăng ký xong thì chúng ta sẽ có một cái thư của Gmail gửi về cho chúng ta. Chúng ta sẽ chuyển sang Gmail. Rồi, vào sàn Binanex. Rồi, Binanex sẽ gửi chúng ta một cái thư để chúng ta có thể kích hoạt tài khoản của mình. Chúng ta sẽ ấn vào Activate Now. Rồi, muốn Activate Now nhá. Rồi, sau khi đó thì nó sẽ hiện một thông báo đó là kích hoạt tài khoản thành công. Thì ở đây tài khoản của Vững đã kích hoạt thành công rồi, thì Vững sẽ chuyển trực tiếp sang Google để vào sàn Binanex. Rồi, ok. Chúng ta sẽ ấn vào bắt đầu miễn phí hoặc là ấn đăng nhập. Rồi, ok. Chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ Gmail của ta vào đây. Đó chính là tài khoản chúng ta. Rồi, tiếp tục nào. Rồi, ok. Dòng thứ hai thì mọi người sẽ nhập mật khẩu của mình vào nhé. Mật khẩu mà vừa nãy mọi người vừa tạo đó. Rồi, tiếp tục nào. Ok, đăng nhập. Rồi, xong rồi. Thế là chúng ta đã hoàn thành cái việc mà đăng ký tài khoản, đúng không ạ? Thì tất cả anh chị em nào mà chúng ta đã đăng ký xong tài khoản cùng với Vững ở trong cái thời gian vừa rồi, thì mọi người có thể là comment cho Vững cái biệt danh của mọi người xuống phía dưới. Thì Vững sẽ dành 5 món quà riêng cho 5 anh chị em nào comment cái biệt danh nhanh nhất, được chưa? Thì Vững sẽ tặng cho mỗi người là 200.000. Ok, wow. Thì vừa rồi là Vững vừa giúp tất cả mọi người có thể đăng ký thành công cái tài khoản Binanex, rất đơn giản, đúng không ạ? Thì 3 năm vừa rồi chưa có một sàn tài chính nào mà Vững thấy rằng là cái việc mà đăng ký tài khoản nó lại đơn giản và dễ dàng như vậy. Huyền Trang cũng nghĩ là với những cái thao tác mà Vững vừa chia sẻ thì thật sự rất là đơn giản, dành cho tất cả những ai mà chưa có một cái user nào, hoặc là dành cho những ai mà mới bắt đầu thôi cũng có thể là thao tác rất đơn giản, đúng không? Vậy thì với những chia sẻ của Vững vừa rồi và cách đăng ký rất là đơn giản, vậy thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký cho mình. Và như Vững có vừa nói là sẽ dành 5 món quà, mỗi món quà trị giá là 200.000 đồng tiền mặt dành cho 5 người đăng ký nhanh nhất đấy. Vậy mọi người hãy đăng ký nhanh tay để có thể nhận được món quà này đến từ Vững nhá. Và ngay bây giờ thì Huyền Trang nghĩ rằng là mọi người cũng đang làm rồi để được nhận quà đấy. Vậy thì với những chia sẻ của Vững này và với những thông tin rất là hữu ích đến từ chuyên gia Hector Lương, vậy thì Huyền Trang nghĩ rằng là tất cả mọi người đã có những cái thông tin cụ thể nhất của mình về sàn giao dịch Binanex rồi. Còn những điều gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở phần phía dưới. Bên Binanex cũng như là chuyên gia và Vững sẽ tư vấn và sẽ hỗ trợ cho các bạn hết sức có thể nhá. Và Trang nghĩ rằng với những ai mà chưa có một cái user thì chúng ta nên tạo một cái user, để biết đâu đấy khi mà bây giờ mình chưa kịp đầu tư, mình có thể đầu tư nhỏ nhưng mà sau này, đúng không? Sau này nó có thể sinh ra lợi nhuận rất là nhiều cho tất cả các bạn đấy ạ. Và ngay bây giờ thì như lúc nãy Vững có vừa chia sẻ này, và như những gì Trang vừa nói từ đầu là hôm nay sẽ có một mini game dành cho tất cả các bạn, tận 100 phần quà liền lên tới tận 20 triệu đồng. Vậy thì ngay bây giờ các bạn đã đón chờ mini game này chưa ạ? Và các bạn hãy comment ở phần phía dưới để cho Trang cũng như là Vững biết là các bạn đã sẵn sàng chưa nhá.
Wow, rất là nhiều người xem hôm nay luôn. Vậy thì hôm nay khi mà tham gia vào cái việc hướng dẫn mọi người thì vẫn cảm thấy là khi mà mình tham gia vào cái sàn công nghệ này 3 năm rồi thì vẫn có những chia sẻ gì không? Chia sẻ gì cho những người mà đang đăng ký này, đang rất là hào hứng này. Đó. Trời ơi, thì thực sự với mọi người luôn đó là cái thời gian mà bắt đầu nhá, cái việc mà quyết định bắt đầu mà chúng ta có tham gia vào các cái sàn tiền điện tử hay không, đúng không ạ? Thì đó là một quyết định khó khăn nhất. Đó, và khi mà chúng ta vượt qua quyết định đó rồi, với cái việc mà chúng ta trau dồi những kiến thức của mình về cái việc mà chúng ta chơi này, chúng ta có thể là quản lý cảm xúc bản thân này, hay là chúng ta có thể quản lý vốn này, sau khi trau dồi những kỹ năng đó một cách là nhuần nhuyễn, đúng không ạ, thì vẫn đã đưa ra một quyết định, đó là quyết định là tham gia vào những cái sàn giao dịch tiền điện tử này. Và sau 3 năm kinh nghiệm với những cái gì nhỉ, kiến thức mà vẫn học được, thì vẫn tin chắc rằng là gì nhỉ, những cái sàn giao dịch tiền điện tử là một trong những cái kênh kiếm tiền thực sự là vẫn chưa bao giờ thấy là ở ngoài kia có thể là kiếm tiền đơn giản như vậy. Vậy thì khi mà Vẫn bước chân vào cái ngành này lúc mới đầu đi thì Vẫn có khó khăn gì? Vẫn có thể chia sẻ cho Trang cũng như là tất cả những các bạn mà sắp sửa là đang làm rồi đây, đang làm vào sàn Binance rồi đây. Trời, đây là một câu hỏi cực kỳ hay luôn. Tại sao lại như vậy? Cái khi đầu tiên mà bước chân vào trong cái thị trường tài chính, đúng không ạ? Cái câu hỏi đầu tiên trong đầu này thì luôn luôn hỏi là không biết các cái sàn tài chính này nó phải tiền ảo, nó có lừa cho mình hay không, đúng không? Luôn luôn là vậy, đặt ra câu hỏi đấy. Nhưng mà thực sự với mọi người là sau khi mà tìm hiểu rất là kỹ càng rồi, đúng không ạ, mình đã tìm hiểu là một điều, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó là có xã hội này, có rất là nhiều người khác nữa lại nói mình là đừng tham gia về thị trường này, hoặc là tham gia thị trường này thị trường kia như thế, đúng không? Nhưng mà cuối cùng sau khi đưa ra cái quyết định mà vào thị trường này rồi mà cứ thấy rằng là nó tuyệt vời quá. Được chưa ạ? Nó quá tuyệt vời. Với những người trẻ như Vững mà trong tay có thể sở hữu những cái thành quả như vậy là làm điều cực kỳ là tuyệt vời. Như Huyền Trang được biết rằng với những cái dịch bệnh như này thì kinh tế của mọi người bấp bênh rất là nhiều, và nó thật luôn là có rất nhiều người là đang rơi vào tình trạng thất nghiệp, đúng không ạ? Vậy thì khi mà Vững bước vào cái nghề này, nói chung bước vào cái lĩnh vực này thì Vững có xuất phát điểm như thế nào? Vững có thể chia sẻ một chút được không? Cũng chia sẻ với mọi người một chút, đó là trước đây thì cũng là một hướng dẫn viên du lịch. Đó, thì cũng tham gia vào trong lĩnh vực dịch vụ, đúng không? Thì qua một sự giới thiệu thôi, đó rất là may mắn, đó là chuyên gia Hector đã giới thiệu Vững vào trong thị trường tài chính này, đúng không ạ? Thì trước đây cái thu nhập của Vững nó rất là ít, nó chỉ dao động khoảng tầm từ 5 triệu đến 8 triệu thôi, cả service charge các thứ nữa. Thì sau khi bước chân vào trong thị trường tài chính nhá, với sự hướng dẫn của chuyên gia Hector Lương cũng như là những cái anh đồng nghiệp cùng mình, đúng chưa ạ? Thì sau một quãng thời gian, sau 3 năm, đúng không ạ, cũng có những cái thăng trầm, những nốt trầm, đúng không ạ, cũng có lúc kiếm rất nhiều tiền, cũng có những lúc mà mất rất nhiều tiền, đúng không? Và sau đó mình nhận ra được một cái điều rằng là chúng ta cần phải làm gì để có thể kiếm được tiền trong thị trường này, đúng không? Thì cái điều đó cũng nhận ra là khi chúng ta bước chân vào thị trường này, thứ nhất là chúng ta phải học hỏi, thứ hai là chúng ta cần phải tìm được những cái người mà hướng dẫn chúng ta một cách là có tâm, có tầm. Và mọi người có thể là liên hệ với anh Hector Lương, đó là một trong những người mà rất là có tâm khi đưa Vững vào trong cái thị trường tài chính này, và anh hướng dẫn Vững rất là chi tiết. Vậy thì với những gì mà chuyên Vững vừa chia sẻ thì không phải tất cả những ai học chuyên ngành hay là hiểu biết về chuyên ngành tài chính thì mới có thể tham gia được đâu ạ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy với người như Vững đây chẳng hạn. Đấy, như Vững bước ra từ hướng dẫn viên du lịch. Vậy mà Vững cũng đã thành công, cũng khá là thành công trong cái lĩnh vực này rồi. Vậy thì không có gì là không thể khi mà chúng ta chịu tìm hiểu này, chịu học hỏi và có một người hướng dẫn chúng ta, một người leader để làm sao cho chúng ta không bị lầm đường lạc lối này, hoặc là hạn chế nhất điều đó có thể. Và Huyền Trang nghĩ rằng là với những gì mà Vững vừa chia sẻ thì tất cả những ai đang có ý định hoặc là những ai không thuộc chuyên ngành tài chính vẫn có thể tham gia hoàn toàn yên tâm nhé. Và ngay bây giờ thì Huyền Trang nghĩ rằng là mọi người cũng đang rất là ngóng chờ mini game rồi. Vậy thì Vững có thể phổ biến luật chơi của mini game ngày hôm nay được không? Trời ơi, Vững tin chắc rằng đây sẽ là một cái phần mà hấp dẫn nhất trong cái buổi livestream ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì bao nhiêu anh chị em đã sẵn sàng chơi cái mini game mà ban đầu MC Huyền Trang nhỉ, đúng không ạ? MC Trang đã có thể chia sẻ tất cả mọi người, đó là có 100 phần quà, đúng không? Đúng rồi. Đó, trị giá là 200.000 đồng, đúng không ạ? Thì Vững rất hy vọng rằng là sẽ được tặng 200 phần quà này cho 100 người may mắn nhất. Thì bao nhiêu anh chị em đã sẵn sàng để có thể tham gia cái mini game này thì mọi người hãy comment một cái điều gì đó, ví dụ như là Binanex tuyệt vời, hoặc là Binanex cơ hội kiếm tiền, từ xuống phía dưới để chúng ta bắt đầu mini game này nhá. Ok chưa ạ?
Và chắc là Huyền Trang cũng được tham gia chứ? Trời ơi, Huyền Trang ra tuyệt vời luôn. Rồi Huyền Trang cũng đang chờ xem mini game ngày hôm nay là gì. Vậy thì Vững hãy chia sẻ lượt chơi đi xem nào. Rồi ok, đội ngũ kỹ thuật xem là mọi người đã comment nhiều chưa ạ? Comment sẵn sàng nhiều chưa ạ? Hào hứng quá rồi, hào hứng quá rồi. Quá hào hứng đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, VSX là một cơ hội đầu tư tuyệt vời đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, thì bây giờ là Vững sẽ phổ biến cái luật chơi cho tất cả mọi người luôn nhá. Cái mini game này nó rất là dễ dàng cho tất cả mọi người. Mini game có tên là đoán số trúng thưởng. Rồi, thì hôm nay Vững đã chuẩn bị một sẵn một tờ tiền. Rồi, đúng bằng trị giá của món quà, đó chính là 200.000. Rồi, thì tờ tiền có trị giá là 200.000 ở đây thì nó sẽ có những cái dòng số series, đúng chưa ạ? Thì Vững hy vọng rằng đó là chúng ta sẽ đoán chính xác hai số đầu tiên của tờ tiền 200.000 này và hai số cuối cùng của tờ tiền 200.000 này. Nếu chúng ta dự đoán chính xác thì chúng ta sẽ nhận được những phần quà trị giá lên đến 200.000 và tặng trực tiếp trên livestream luôn. Wow, rất là hấp dẫn, hấp dẫn. Vậy thì hình như là hình thức này, như còn một cái nữa này, các bạn hãy comment, không chỉ comment số series đâu mà các bạn phải nhớ. Vì sao các bạn phải nhớ điều này này? Các bạn phải comment số điện thoại thì chúng tôi mới liên hệ với các bạn được, thì các bạn mới nhận được tờ 200.000 này đúng không? Các bạn hãy comment số điện thoại nhá. À mà bên cạnh đó một cái nữa này, chúng ta thường nói là những cái điều tốt thì đừng ăn một mình. Các cụ hay nói thế rồi. Cho nên là khi mà mình comment thì mình hãy nhớ là tag người bạn của mình vào đi. Tag người bạn của mình vào vừa được nhận quà này, lại còn có thể biết đến được sàn giao dịch Binance nữa đúng không? Vậy thì bây giờ thì các bạn hãy nhanh tay comment ở phần phía dưới cái số series hai số đầu nhá. Hai số đầu trước được không? Hai số đầu trước đi. Ok, vậy thì bây giờ các bạn hãy comment hai số đầu tiên trước này kèm theo số điện thoại của mình. Và các bạn ơi, mỗi bạn là sẽ được comment bao nhiêu lần Vững nhỉ? 3 lần được không? 3 lần. Okay. Ok, vậy thì mỗi bạn sẽ được comment 3 lần, sẽ được đoán 3 lần nhá. Cho nên là các bạn hãy comment đúng như những cái gì mà mình suy nghĩ hoặc mình đoán đi, xem nào. Biết đâu may mắn lại đến với các bạn thì sao đúng không? Vì có tận 3 lần liền cơ mà. Chính xác. Rồi, và tờ tiền 200.000 nhá, Vững sẽ giữ ở trên tay này, được chưa ạ? Để làm sao để tạo nên cái sự minh bạch của cái mini game này, đúng không ạ? Thì tất cả mọi người, những anh chị em, những bạn bè, đúng không? Những cô chú đang xem livestream này, chúng ta hãy tag 5 người bạn của mình vào và chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm để chúng ta cùng có cơ hội để nhận thưởng 200.000 đồng trong cái buổi livestream ngày hôm nay được không ạ? Rồi mọi người cùng nhau chia sẻ nào, cùng nhau chia sẻ và chúng ta cùng nhau comment. Mọi người cùng nhau đoán đi, mọi người cùng nhau đoán okay. Nhá. Đoán này kèm số điện thoại ạ. À, bên mình sẽ yên tâm, các bạn yên tâm mà những bạn nào mà comment đầu tiên theo như những gì mà bên mình nhận được, vì các bạn cũng biết là đường trường mỗi nơi nó cũng khác nhau ấy. Cho nên là để công khai minh bạch nhất thì bên mình sẽ chọn những người nào mà comment đầu tiên mà chính xác nhất dựa theo cái đường truyền của chúng mình nhận được nhá. Và bên cạnh đó thì trước khi đến với đọc số của mọi người thì Huyền Trang đoán trước được không? Huyền Trang đoán trước được không? Mình biết đâu Huyền Trang được trúng được thì sao đúng không nhỉ? Huyền Trang đoán trước nhá. Các bạn cứ thoải mái comment phía dưới xong rồi Huyền Trang sẽ xem là các bạn Huyền Trang sẽ đọc lên xem là Vững có đọc là cái số đấy là có đúng với cái số series mà Vững đang cầm không. Thì Huyền Trang sẽ được đoán trước này. Đấy, số đầu à? Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 29 nhỉ? Thì Huyền Trang đoán số 29 đi. 29 đấy có đúng không? 29 rồi. Có đúng không? Hy vọng rằng là thì Huyền Trang sẽ đạt được may mắn trong cái mini game này. Rồi, okay. Chúc bạn may mắn lần sau ạ. À. Vậy thì mọi người hãy comment phía dưới thật với nhiều đi. Thật nhiều là comment thật nhiều nhá. Vì Huyền Trang đoán rồi nhưng mà vẫn chưa đúng. Vẫn còn rất là nhiều cơ hội cho các bạn. Okay. Mọi người hãy comment ở phía dưới nhiều nhá. Chúng ta được 3 lần comment nhá. Hãy làm sao comment xong thì chúng ta lại thả tim, chia sẻ cái livestream này ra để cho thật nhiều người nhận được những cái cơ hội trúng thưởng đúng không ạ? Tại vì là có 100 người cơ mà, 100 người với những phần quà trị giá là 200.000 và cũng hy vọng rằng là được tặng những món quà này đến tận tay tất cả những anh chị em nào đang comment đúng không ạ? Rồi ok. Và bên cạnh đấy thì Huyền Trang xin được nhắc lại một lần nữa này, cái buổi livestream ngày hôm nay thì bên Huyền Trang ở bên ban tổ chức còn có một cái món quà dành cho bạn nào like và share thật nhiều cái bài này ở trên trang cá nhân cũng như là những cái hội nhóm khác. Cho nên là chúng mình hãy nhanh tay share bài viết này đi, share bài livestream ngày hôm nay để chúng ta có thể nhận được món quà trị giá 200.000 đồng nếu như các bạn không đoán trúng. Hoặc là kể các bạn đoán trúng này, các bạn share nhiều thì bên mình vẫn sẽ tặng cho các bạn hai món quà liền trị giá là 400.000 đồng liền đấy. Cho nên mọi người hãy share thật nhiều bài livestream ngày hôm nay nhá. Rồi ok, Vững vẫn luôn luôn là cầm tờ tiền 200.000 ở trên tay để tạo cái độ minh bạch của mini game ngày hôm nay đúng không ạ? Rồi thì ban tổ chức cho Vững hỏi một chút, đó là trong khoảng mấy phút nữa thì chúng ta sẽ công bố cái gì nhỉ, cái kết quả của cái mini game được không ạ? 3 phút đúng không?
Vậy thì sau okay. Vậy thì cái này thì sau 3 phút. Vậy thì tiện thể thì mình cũng nói luôn đi. Mình nói luôn mình chơi luôn hai số cuối đi. Biết đâu những người nào mà có thể chưa nghĩ số đồng người ta nghĩ ra số cuối hay sao, được không rồi, nhỉ? Okay. Hay là mình phải chờ, hay mình phải chờ sau 3 phút. Vậy thì bây giờ nhá, đến bây giờ thì bên mình sẽ chốt dừng lại việc đoán hai số đầu. Bây giờ vẫn sẽ tiếp tục hai số cuối. Vậy thì các bạn rồi, có thể đoán nhá. Bây giờ vẫn sẽ xem nào, bây giờ là chúng ta sẽ chốt lại ở trong 20 giờ 55 phút đúng không ạ? Rồi. Và sau 20 giờ 55 phút, tất cả bạn nào comment thì vẫn sẽ tính là các bạn sẽ đoán ở hai số cuối được không ạ? Thì tất cả mọi người hãy cùng nhau comment hai số cuối của livestream, kết hợp với việc là chúng ta chia sẻ thật nhiều hội nhóm. Và thứ hai đó là chúng ta hãy tag 5 bạn bè mình vào và nhớ comment số điện thoại nha, comment số điện thoại gạch ngang hai số cuối. Vậy thì những bạn nào mà được bên mình liên hệ nhá, các bạn nhận được tiền thì các bạn hãy nhớ là xác nhận ở phía dưới để cho những người ở phía sau, những người đoán hai số cuối phía sau có cảm thấy thêm động lực để đoán thêm được nhiều nữa nhá. Rồi ok nào. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu phút để cho mọi người đoán hai số cuối nhỉ Huyền Trang nhỉ? 3 phút đi. 3 phút đi, vì Huyền Trang nghĩ là buổi cuối livestream ngày hôm nay ấy thì sẽ còn có rất nhiều những cái giải thưởng nữa liên quan đến cái phần quà ngày hôm nay đấy. Ví dụ như là những câu hỏi được hay nhất này, hay là bên mình ấy sẽ cuối buổi này sẽ có chọn ra là ai. Và sau khi mà thống kê thì là sẽ ai sẽ là người like và share nhiều nhất nữa. Và còn rất nhiều những cái câu hỏi khác liên quan đến những các bạn mà các bạn đến vào sau ấy, các bạn muốn hỏi ấy. Thì bây giờ chúng mình hãy để 3 phút được không? 3 phút nhá. Ok. Vậy thì 2 số đầu nãy Huyền Trang đoán không đúng rồi. Không biết bây giờ Huyền Trang có đoán được 2 số cuối được nữa không nhỉ? Vĩnh vững nhỉ? Được đoán nữa không nhỉ? May mắn đến với tất cả mọi người. Vậy thì không trừ Trang rồi. Vậy thì Trang cũng xin được đoán một lần nữa này. Hay là lúc nãy mình đoán ngày 28. Huyền Trang sinh năm bao nhiêu? Huyền Trang thôi. Không hỏi tuổi con gái, người ta hỏi không hỏi tuổi con gái nhờ. Đấy cho nên là năm nay là Covid-19. Covid-19 năm nay được nhắc khá nhiều, hay Huyền Trang mệnh đoán số 19 đi nhỉ? Số 19 biết đâu đúng hay sao? Huyền Trang đoán số 19. Rồi ok, hy vọng đến lúc mà vẫn công bố hai cái số đó thì hy vọng là Huyền Trang một trong những người may mắn. Người Trang cũng rất là hy vọng ở đấy. Vậy thì trong quá trình chờ mọi người comment ở phía dưới những cái con số ấy, thì Huyền Trang xin được hỏi Vững một chút nữa. Vậy thì với cái năm 2020 và 2021 năm nay thì ảnh hưởng Covid-19 nặng nề hơn. Vậy thì với lĩnh vực mới mà Vững mới đầu tư này thì Vững cảm thấy và Vững đã thu lại được những cái điều gì? Bạn bè hay là về kinh tế Vững có thể chia sẻ một chút được không? Thực sự mọi người luôn là chúng ta kinh doanh vào trong lĩnh vực thì cũng vậy thôi, đúng không ạ? Cái điều đầu tiên chúng ta quan trọng đó chính là lợi nhuận, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư vào những nhà máy xí nghiệp, chúng ta đầu tư vào những resort, đúng không ạ? Những khu nghỉ dưỡng, chúng ta cũng cần phải là có lợi nhuận, đúng không ạ? Chúng ta là người làm kinh doanh mà. Chính vậy là cái việc lợi nhuận thì vẫn sẽ nghĩ là ở trong cái lĩnh vực mà đầu tư về công nghệ này thì có những cái tỷ suất lợi nhuận nó rất là cao, nó cực kỳ cao luôn. Nếu như những cái thống kê theo những cái mà vẫn được tìm hiểu, những kiến thức mà vẫn đã thống kê trong thời gian gần đây thì rất nhiều những doanh nghiệp truyền thống đang phải là sao? Thứ nhất là đóng cửa, thứ hai là gồng lỗ, thứ ba là chốt lại ít, đúng không? Thì vẫn hy vọng, vẫn thấy rằng là khi chúng ta có kiến thức ở trong thị trường tài chính ấy, vẫn không nói là tất cả mọi người đều kiếm được tiền nhá, vì trong thị trường tài chính thì cái lợi nhuận mà rất nhiều những anh chị em tham gia trong thị trường một quãng thời gian rồi, có kiến thức rồi thì có lãi suất rơi khoảng tầm từ 1-3% một ngày, có nghĩa là một tháng có thể là kiếm từ 30% đến nhiều hơn như vậy, là một con số cực kỳ là đáng mơ ước với những cái anh chị em đang làm truyền thống ngoài kia. Quả thật là với cái tình hình dịch bệnh như bây giờ thì cái việc đầu tư tài chính này nó cũng là một cái mở ra một ánh sáng cho những người mà đang có thu nhập bấp bênh hoặc là có thể là thất nghiệp, đúng không Vững? Vậy thì với 3 năm hoạt động trong cái lĩnh vực này, Vững có thể chia sẻ cái kỷ niệm mà Vững cảm thấy đáng nhớ nhất khi mà mình tham gia lĩnh vực này được không? Kỷ niệm ở trong khi mà Vững tham gia thị trường tài chính thì nó có rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà cái kỷ niệm mà Vững cảm thấy hạnh phúc nhất đó là khi tham gia thị trường tài chính này thì Vững quen được cộng đồng làm tài chính và cũng đã may mắn kiếm được một cô vợ cũng làm tài chính của mình. Wow. Đó, là một kỷ niệm. Chúc mừng. Vậy thì Vững với cả vợ bây giờ hiện tại đều tham gia vào lĩnh vực này.
Chính xác, cả nhà mình đều tham gia hết. Wow, đấy là mọi người cứ nói là làm đội nhóm thì có friend, có team, còn đây là vẫn có luôn cả một hậu phương cũng làm về lĩnh vực tài chính luôn. Vậy thì không có cái phải nghĩ ngợi nhiều, nếu như mà mình nói thật là mình không đầu tư tài chính thành công nhưng mình đã lãi được một cô vợ rồi, đúng không mọi người? Với những ai mà đang còn FA hay là với những ai mà đang vì có vấn đề về kinh tế thì mọi người có hoàn toàn có thể tin tưởng mình không được cái này mình lại sẽ được cái kia. Như Vững chẳng hạn, Vững thì đang được cả hai đấy. Cảm ơn rất nhiều. Và Vững nghĩ rằng là bây giờ là bây giờ đây sẽ xem nào, bây giờ là 20:59, quá một phút rồi đúng không? Quá một phút rồi, mải tám quá, mải tám quá. Rồi bây giờ là Vững sẽ công bố kết quả của mini game ngày hôm nay. Thì bao nhiêu anh chị em đã sẵn sàng để Vững công bố kết quả thì mọi người hãy thả tim cho cái livestream này nhá, thả tim thật nhiều nào, thả tim thật nhiều nào để Vững công bố nào. Nào mọi người cùng nhau nhá, đếm ngược nào, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, và đây là series của tờ tiền Vững đang cầm trên tay, rất minh bạch đúng không? Rồi ok. Vậy thì để Huyền Trang đọc nhá, Huyền Trang đọc hai số đầu này xem là mình đúng không. Ôi Huyền Trang đoán không đúng rồi, nhưng mà Huyền Trang đã thấy có bạn đã đoán đúng. Xin chúc mừng bạn đoán đúng số 2, hai số series đầu tiên là số 20. Xin là chúc mừng bạn. Bên mình sẽ liên hệ với bạn qua số điện thoại này để gửi tặng món quà là 200.000 đồng dành cho bạn nhé. Và khi bạn nhận được món quà này, bạn hãy xác nhận với cả bên mình nha. Và bây giờ thì Huyền Trang... À thôi, bây giờ Vững đọc đi, Vững đọc hai số cuối series đi. Người nãy giờ đã nhìn rõ chưa ạ? Người đã nhìn rõ cái tờ tiền hai số cuối cùng của tờ tiền 200.000 Vững đã cầm trên tay chưa ạ? Nhìn rất rõ rồi đúng không? Thì bây giờ Vững sẽ đọc nhé để cho mọi người cùng nhau nghe rõ này. Đó là hai số cuối của từ hình như Huyền Trang thấy có rất nhiều người đoán đúng hai số cuối luôn ấy, mà trong đó lại không có Huyền Trang. Trời ơi. Covid 19 là không đúng rồi. Nhưng mà Huyền Trang thấy có rất nhiều người đoán đúng luôn đấy. Trời ơi. Nhưng mà không biết là ai đoán trước ai đoán sau thôi. Rồi ok, bây giờ là Vững sẽ công bố hai số cuối của mini game ngày hôm nay, đó chính là số 42. Ok, chúc mừng các bạn nào đã comment. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Đó là 20 và 42 nhá. Thì mọi người hãy comment số điện thoại này, được chưa ạ? Và chúng ta hãy nhớ là comment số điện thoại và chia sẻ thật nhiều livestream về ra nhá. Okay. Và Huyền Trang cũng nhận được 5 cái nickname, 5 cái biệt danh của những bạn mà lúc nãy sau khi Vững hướng dẫn mọi người tạo user ấy, thì bây giờ Huyền Trang cũng đã nhận được, bên ban tổ chức đã nhận được 5 cái nickname ấy rồi, và 5 món quà đấy sẽ gửi tặng cho các bạn. Và sau khi kết thúc live này thì các bạn bên ban tổ chức sẽ liên hệ với những người giành được chiến thắng ngày hôm nay và may mắn ngày hôm nay, trị giá với phần quà là 200.000 đồng nhá. Ok, vậy thì với những cái chia sẻ vừa rồi của Vững thì Huyền Trang nghĩ rằng là bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại và cùng mời chuyên gia tài chính hay to lương để cùng hội ngộ với trader Vững. Vì như lúc nãy Vững và chuyên gia có chia sẻ rằng hai người vừa là thầy này, vừa là một người em, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại họ ở buổi tối live stream ngày hôm nay cùng với nhau được không? Ngay vậy, xin được mời chuyên gia tài chính Hector Lương sẽ cùng lên đây cùng với Huyền Trang và Vững nhé, để cùng chia sẻ cũng như là dành một món quà cho những bạn, dành 3 món quà cho 3 câu trả 3 câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin được mời chuyên gia.
mọi người, bây giờ mình đã quay trở lại với tất cả mọi người với chuyên gia tài chính Hector Lương và người đồng hành cùng với chuyên gia ngày hôm nay, người vừa chia sẻ và cũng chơi mini game chúng ta ngày hôm nay, đó chính là Trader Vững. Và bây giờ thì trước khi đến với 3 phần quà dành cho 3 câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì Huyền Trang xin được giao lưu với cả hai vị khách mời ngày hôm nay. Mọi người có câu hỏi gì mà muốn Huyền Trang hỏi hai vị khách mời, mọi người cũng có thể comment ở phía dưới về vấn đề tài chính này hay là về vấn đề riêng tư một tí được không anh? Không vấn đề gì. À vậy thì mọi người hãy comment những điều mà ví dụ này, anh có vợ chưa, anh có bạn gái chưa ở phần phía dưới nhé. Vì Huyền Trang nghĩ rằng đây cũng là một câu hỏi dành cho rất nhiều những bạn nữ có thể tham gia cũng xem cái buổi live stream ngày hôm nay, có thể đang tò mò đấy ạ. Vậy thì câu hỏi đầu tiên thì Huyền Trang xin được hỏi trước tất cả các mọi người này. Như lúc nãy thì chuyên gia có chia sẻ là anh và Vững có vừa là người thầy vừa là người anh em đồng hành. Vậy thì anh có thể chia sẻ kỷ niệm mà hai người gặp gỡ nhau, đúng không? Kỷ niệm hai người gặp gỡ nhau, vì Huyền Trang được biết là lúc nãy Vững có chia sẻ Vững là một hướng dẫn viên du lịch. Vậy thì có phải là anh rất là đam mê du lịch cho nên là anh gặp Vững không? Phỏng đoán của Huyền Trang thế thôi. Cái câu hỏi này thì mình xin phép chia sẻ một chút. Bản thân mình ý, thì là một người rất là yêu thích du lịch. Về cá nhân mình thì mình rất yêu thích du lịch và rất là yêu đất nước con người Việt Nam. Thì trong cái giai đoạn mà trước khi làm tài chính và trước khi đi làm ý, thì mình cũng du lịch ở Việt Nam rất là nhiều. Nhưng đấy lại không phải là cơ duyên để cho mình và Vững được gặp nhau. Mình và Vững quen nhau thì thông qua online, cụ thể là thông qua kênh YouTube của mình. Còn tình huống cụ thể gặp ra làm sao ấy thì chắc là mình sẽ nhường lời cho Vững để Vững có thể được chia sẻ. Rồi, ok tất cả mọi người, thì thật sự là nó là một cái định mệnh. Đó thì khi ngày xưa mà vẫn đang sử dụng điện thoại ấy, mà mình hay thích lên YouTube để xem lắm, được chưa? Thì mình thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ, tại sao người ta lại thành công như thế, tại sao người ta lại kiếm được rất nhiều tiền như thế, thì mình gõ là kiếm tiền trên mạng thôi, kiếm tiền online thôi. Thì mình thấy là một cái kênh YouTube rất là hay của anh Hector Lương, được chưa? Thì anh chia sẻ những kiến thức về đầu tư tài chính và thật sự là xem xong nghiện luôn, đúng không ạ? Thì mình còn nhắn tin qua những cái contact của anh Hector Lương và thì nhỉ, cái cơ duyên làm quen là như vậy thôi. Nó cũng không có cái gì là quá đặc sắc cả, được chưa? Và cái quan trọng là khi chúng ta đã mong muốn điều gì đó, đúng không, thì cả vũ trụ sẽ hội tụ các cái sức mạnh để có thể là giúp đỡ chúng ta. Vững muốn làm giàu thì Vững sẽ gặp những cái kênh YouTube là muốn làm giàu của anh Hector Lương đó. Vậy thì với những ai mà muốn là theo như chia sẻ của Vững là với những ai muốn làm giàu bằng hình thức là đầu tư tài chính, và như những gì Vững cũng vừa chia sẻ là với những người mà mới tham gia thì cái người leader, người hướng dẫn cho mình vô cùng quan trọng. Vậy thì chuyên gia Lương có thể Hector có thể chia sẻ rằng khi mà những cái người mà mới bắt đầu ấy thì gặp chuyên gia thì chuyên gia có đồng ý không ạ? Tất nhiên rồi. Thì nó cũng là cái mà điều mà mình chia sẻ xuyên suốt từ đầu buổi live stream đến giờ ấy, đó là cho dù bạn là người mới hay là cho dù bạn đã tham gia thị trường một thời gian rồi ấy, thì việc mà bạn tích lũy kiến thức và mài giũa cái kỹ năng để bạn có thể thành công ấy, nó là điều bắt buộc. Cho nên là cho dù bạn mới tham gia và bạn mong muốn kiếm tiền thì mình luôn sẵn sàng được đồng hành và hỗ trợ cho các bạn. Tôn chỉ của mình luôn chia sẻ với mọi người là hãy ở lại đủ lâu. Bởi vì khi bạn ở lại đủ lâu ấy, bạn sẽ hiểu nó và bạn có thể chiến thắng. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai chuyên gia ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ thì Huyền Trang sẽ xin được đọc một cái câu hỏi dành cho cả hai người. Đó chính là vậy thì đối tượng nào để mà có thể tham gia vào sàn giao dịch? Và những cái đối tượng đấy như lúc nãy các chuyên gia mà chia sẻ là với cái vốn rất thấp, vậy thì những cái đối tượng nào có thể tham gia và cái việc đăng ký tham gia sẽ được bên mình hỗ trợ như thế nào khi mà muốn đăng ký tham gia vào sàn? Vậy thì câu trả lời câu hỏi thì xin được mời chuyên gia trước đi. Không, xin được mời là những người đối tượng, em xin được mời anh ạ. Đối tượng okay. Đi. Thì vì em thấy anh chọn này, đối tượng vô cùng tốt luôn. Rồi ạ. Về cái đối tượng phù hợp để tham gia giao dịch và cũng như kiếm tiền online ấy, thì theo cái kinh nghiệm 5 năm của mình và hướng dẫn rất là nhiều các bạn rồi, thì thực tế là chỉ cần các bạn có mong muốn thôi, giống như là rất nhiều những cái tư duy của các triệu phú, các tỷ phú khác có chia sẻ rồi ấy, đó là chỉ cần là trong bạn, trong nội tại trong bạn ấy mong muốn, khát khao thì vũ trụ sẽ cho bạn. Tức là cái đối tượng ở đây ấy, cụ thể hơn là gần như là không có giới hạn.
Chỉ cần bạn mong muốn là mình có thể được học cái kỹ năng này, bạn mong muốn được được kiếm tiền ở cái lĩnh vực này, thì các bạn có thể chứng kiến ở đây, đây là bạn Vững. Thì trước đây ấy, thì bạn ý là một người học về du lịch đúng không? Và sau một cái quá trình rèn luyện cũng như là quá trình học tập thì bạn đã trở thành một nhà giao dịch mà bản thân mình tính đến thời điểm 5 năm mình làm trong nghề rồi ấy, thì mình thấy được rằng bạn là một nhà giao dịch tốt nhất, kỷ luật nhất, và cái kết quả hiện tại của bạn ý mình thấy rằng là nó rất là xứng đáng với những cái công sức, với những gì mà bạn ấy bỏ ra. Và mình tin là chỉ cần các bạn mong muốn thôi, không giới hạn đối tượng các bạn nhé. Vâng, vậy thì như chuyên gia vừa chia sẻ là các bạn ơi, bên với những cái đối tượng tham gia sàn thì các bạn có thể thoải mái yên tâm, miễn sao các bạn đủ 18 tuổi đúng không anh? Khi mà mình đầu tư tiền hay là mình không cần phải đủ 18 tuổi, mình có thể kinh doanh được. Tức là mình hoàn toàn có thể kinh doanh được mà không tài giới không hạn đợi về tuổi các bạn ạ. Cho đúng nên rồi. Là với những cái bạn nào kể cả cấp 3 các bạn đã tìm hiểu về tài chính, các bạn có thể hoàn toàn có thể đầu tư vào Binance đúng không anh? Đúng rồi. Và bên cạnh đấy thì với những bạn nào mà các bạn đang có một công việc chưa ổn định lắm thì các bạn có thể đầu tư thêm. Và các bạn yên tâm là đội ngũ kỹ thuật cũng như là các trader sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình hết mức có thể luôn. Và các bạn yên tâm là đây có chuyên gia tài chính Hector Lương đây rồi. Và các bạn cũng nhìn thấy thành quả của Hector Lương đứng ngay bên cạnh rồi. Vậy thì bây giờ xin được mời trader Vững có thể chia sẻ cái câu mà khán giả vừa hỏi ạ. Khi mà mình đầu tham gia vào đầu tư này thì bên mình sẽ hỗ trợ những cái gì cho những bạn mới tham gia, mới có user? Như vừa rồi thì chuyên gia Hector Lương có chia sẻ đúng không ạ? Thì trước khi chúng ta kiếm tiền, đúng không? Thì chúng ta cần phải học trước đã, được chưa? Phải học trước rồi chúng ta mới kiếm tiền sau, đúng không ạ? Thì vào khi mà các bạn bước chân vào lĩnh vực tài chính, các bạn chọn đúng người thầy của mình, đúng người dẫn đường của mình, thì các bạn được sẽ được hỗ trợ về những kiến thức về giao dịch này, những kiến thức để các bạn có thể quản lý cảm xúc của mình này, hay là những kiến thức về quản lý vốn này. Sau khi các bạn học nhuần nhuyễn xong, đúng chưa ạ? Thì sẽ có những cái đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc mà giúp các bạn có được những lợi nhuận hàng ngày. Đó, bên cạnh đó thì sẽ giúp các bạn là có được một cộng đồng để các bạn có thể trao đổi những kiến thức về tài chính, về tài chính công nghệ. Đó. Vậy thì với những chia sẻ của chuyên gia Hector và cũng như là với chia sẻ của Trader Vững, thì với những ai mà muốn tham gia và những ai mà muốn hỗ trợ thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Và kết thúc buổi live ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng như là các chuyên gia sẽ hỗ trợ các bạn nhé. Và bây giờ thì mình cũng giao lưu hơi lâu rồi, thì bây giờ Huyền Trang xin nghĩ rằng với những bạn mà lúc nãy đã đặt câu hỏi cho chuyên gia ấy, các bạn cũng đang rất mong chờ là chính các bạn ấy cũng sẽ là một trong những người mà đặt câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ thì chuyên gia có thể công bố 3 câu hỏi mà chuyên gia cảm thấy hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? 3 cái câu hỏi mà ấn tượng nhất đối với mình trong buổi tối ngày hôm nay ấy. Cái câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến việc là cái sàn Binance ấy, thì nó có những cái ưu điểm, nó có những cái đặc điểm gì nổi trội hơn với những sàn giao dịch khác. Đó, đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai đó là cái cách kiếm tiền cùng với cả sàn giao dịch quyền chọn nhị phân là gì. Và cái câu hỏi thứ ba là câu hỏi liên quan đến việc là cái công thức tính giá của sàn Binance là gì. Đó là ba cái câu hỏi mà mình cảm thấy ấn tượng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng. Vậy thì với ba câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay như chuyên gia vừa chia sẻ, thì Huyền Trang xin được chúc mừng các bạn, ba bạn xin được chúc mừng ba bạn có câu hỏi trả lời hay câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ nhận được phần quà trị giá là 200.000 đồng đến từ ban tổ chức. Và ban tổ chức sẽ liên hệ với các bạn thông qua Facebook trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và đến đây thì Huyền Trang nghĩ rằng với những thông tin mà hai chuyên gia của chúng ta vừa chia sẻ thì đã mang đến cho các bạn rất nhiều những thông tin về công nghệ đầu tư tài chính cũng như là sàn Binance. Và Huyền Trang hy vọng rằng sau những chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã tìm được cho mình cách nhận diện cái tiêu chí để chọn ra một sàn, và sàn Binance là một trong những sàn mà các bạn có thể yên tâm đầu tư để kiếm sinh lời trong thời gian sắp tới. Và đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin được cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với buổi live stream ngày hôm nay. Và các bạn ơi, nếu như các bạn muốn bên mình là lên những cái buổi live tiếp như này thì các bạn hãy luôn ủng hộ cũng như là share thật nhiều cái bài live stream ngày hôm nay giúp bên mình nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi live stream tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.